Kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú và là thanh niên lên đường đi nhập ngũ là một hoạt động có ý nghĩa động viên quan trọng và giáo dục sâu sắc. Dịp này, cùng với nhiều chi bộ tại thủ đô Hà Nội, chi bộ thôn Thụy Khuê, đảng bộ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội vừa tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 2000, tốt nghiệp cao đẳng Bách khoa Hà Nội, hiện đang đi làm với mức lương ổn định là 12 triệu đồng một tháng, nhưng vẫn quyết tâm viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Hành động này thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần sung phong rất đáng ghi nhận. Thưa toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Bắt đầu mở cửa đón khách tham quan miễn phí tại Hoàng thành Thăng Long từ 9 giờ sáng ngày 23 tháng 2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024 với chủ đề Bản hòa âm đất nước đã mang đến cho công chúng những không gian trải nghiệm đậm chất thơ. Từ sáng ngày 23 tháng 2 đã có rất đông khách tham quan cùng các nhà thơ đến thưởng lãm không gian ngày thơ tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Bước vào không gian thơ là đường thơ, không gian nhà ký ức trưng bày kỷ vật, hiện vật, tác phẩm của 12 nhà thơ tiêu biểu và đến những quán thơ quanh nhà ký ức. Trước đó, hoạt động quan trọng mở màn chính thức cho Ngày thơ Việt Nam và sáng nay 24 tháng 2 là buổi tọa đàm từ bản lĩnh đến bản sắc nhà thơ cũng đã được khai mạc với sự tham gia của nhiều nhà thơ, học giả, nhà lý luận phê bình văn học. Tại đây, các diễn giả đã lý giải về mối quan hệ vừa đồng nhất, vừa riêng biệt giữa bản lĩnh và bản sắc trong công việc sáng tạo thi ca. Đêm thơ mang tên Bản hòa âm đất nước với những các phần trình diễn, đọc thơ của 16 tác giả trong nước và quốc tế, kết hợp với các phần biểu diễn nghệ thuật độc đáo, đến cho độc giả yêu thơ một không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc, mở đầu cho những hoạt động văn học nghệ thuật trong năm 2024 với nhiều kỳ vọng và thành công mới. Ngày 24 tháng 2 tại tỉnh Hà Nam, Ngày thơ Việt Nam cũng vừa được tổ chức. Đây là ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam ngay tại quê hương nhà thơ Nguyễn Khuyến với chủ đề Bản hòa âm đất nước, sắc xuân vườn bùi. Chương trình được tổ chức là dịp để tri ân Nguyễn Khuyến, nhà thơ của làng cảnh Việt Nam. Ông đã để lại những tác phẩm nổi tiếng làm rạng rỡ kho tàng thơ văn của dân tộc. Qua chặng đường hơn 20 năm được tổ chức, Ngày thơ Việt Nam đã giúp những người yêu thơ được gặp gỡ, được kết nối với nhau trong không gian sáng tạo và đầm ấm, lan tỏa một nét văn hóa tốt đẹp mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động nghi thức kéo cờ thơ và nghi thức khai bút tân xuân, giao lưu thơ xuân và nghi thức thả thơ, trưng bày báo Xuân Giáp Thìn và các ấn phẩm về nhà thơ Nguyễn Khuyến, cuộc thi tiếp bước tam nguyên, trải nghiệm không gian Tết xưa, thầy đồ cho chữ và các trò chơi dân gian, các gian hàng trưng bày ảnh đẹp du lịch, các gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương, của tỉnh. Vùng đất Tăng Nhân Phố thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có một ngôi đình cổ vừa là di tích đồng thời cũng là căn cứ địa cách mạng trong giai đoạn kháng chiến, đó là đình Phong Phú. Tiểu mục điểm đến ngày hôm nay mời quý vị và các bạn đến với địa điểm di tích hấp dẫn này. Vùng đất Tăng Nhân Phố thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có một ngôi đình cổ vừa là di tích đồng thời cũng là căn cứ địa cách mạng trong giai đoạn kháng chiến, đó là đình Phong Phú. Ngày nay, đình vẫn giữ được nét xưa cổ kính, đặc biệt là tọa lạc bình yên giữa rừng cây xanh ngát vùng ngoại ô thành phố, một địa điểm ưa thích dành cho những người thích sự tĩnh lặng, lắng đọng, hòa mình với thiên nhiên, vừa khám phá truyền thống lịch sử. Dịp lễ Tết hay gì đó, thường gia đình hay tới đây, nói chung là mỗi lần vô đây thì thấy, nói chung là cảm thấy nó bình an trong lòng lắm. Thấy kiến trúc ở đây thì cảm nhận là nó đẹp, chứ nó có cái nét gì đó, nó độc đáo, nó hay lắm. Ngày xưa ông ngoại chị lập nghiệp lên đây làm ăn, và ở gần đây lúc ông ngoại còn sống thì ông ngoại chị dắt lại đây, chị biết. Nên hàng năm thì gia đình cũng hay tới đây để mà cúng kiến, nói chung là chị rất thích ở đây, rất thích nơi đây, nói chung là nó trang nghiêm, mà nói chung nó tạo cho mình cảm giác rất là yên bình á, nên mỗi lần mà đi ngang đây là chị dịp sẽ ghé. Đình Phong Phú được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19, khi thôn Phong Phú có tên trong Tổng An Thủy, hạt Sài Gòn năm 1880. Đình đã trải qua bao thăng trầm lịch sử, vẫn luôn giữ liên lạc với cách mạng và đã có nhiều đóng góp suốt hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Năm 1993, đình Phong Phú được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cách mạng và được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Ở góc vườn có một hầm bí mật để giấu cán bộ cách mạng.
Thời chiến tranh, địch từng đến lục soát, bắt giam cả ban quý tế để tra khảo, nhưng các cụ nhất quyết không khai. Kính thưa quý vị, Đình Phong Phú là di tích lịch sử, văn hóa cách mạng cấp quốc gia, là điểm đến tâm linh mang nét đẹp hàng trăm năm tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây từng là căn cứ hoạt động cách mạng của cán bộ vùng Thủ Đức và thường xuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men thường xuyên cho cách mạng. Hiện nay tại đây vẫn còn một căn hầm bí mật đã từng dùng để nuôi giấu cán bộ hoạt động cách mạng. Trải qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc, nhiều lần bị tổn thương vì bom đạn, đình Phong Phú vẫn an nhiên cùng thời gian. Kiến trúc của ngôi đình được bố trí cân đối, hài hòa với không gian ngoại cảnh. Nhân dân trong vùng ra sức giữ gìn ngôi đình và những tinh hoa văn hóa. Ngôi đình được các bậc cao niên khẳng định là ngôi đình nổi tiếng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh và ở vùng Nam Bộ. Đình Phong Phú là địa chỉ đỏ cách mạng, thu hút rất đông du khách thập phương đến thăm viếng, nhất là mỗi dịp lễ lớn trong năm. Trong vài năm trở lại đây, rừng ngập mặn Rú Trá tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã dần trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với nhiều du khách. Với sự đa dạng sinh thái của Rú Trá, các cấp chính quyền cũng đã có sự kêu gọi đầu tư làm sao để phát huy tiềm năng du lịch của rừng mà vẫn phát triển rừng một cách bền vững, giữ nguyên vẹn giá trị sinh thái của khu rừng. Rừng ngập mặn Rú Trá là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho Thừa Thiên Huế. Nơi đây được biết đến là khu ngập mặn duy nhất còn tồn tại trên hệ đầm phá Tam Giang, hệ đầm phá lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Trong vài năm trở lại đây, rừng ngập mặn Rú Trá đã trở thành điểm đến hút khách du lịch bởi cảnh sắc độc đáo cùng hệ sinh thái đa dạng, tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với những người yêu thiên nhiên. Đi Rú Trá cũng lần đầu luôn, thì thật ra thì đến đây thì thấy là đầu tiên là không khí rất là trong lành, mát mẻ hẳn so với các thành phố đô thị. Cái đến là cũng khá bất ngờ với cái hệ sinh thái ở trong rừng và cảnh quan, thì khi mà lên tới cái đài này thì thấy rất là đẹp. Về du khách mà khi đến Huế thì đến Rú Trá là đa phần những khách mà ở các cái thành phố lớn như ở Hà Nội, ở Sài Gòn, và đến đây thì họ cực kỳ thích cái không khí ở đây. Theo em nhận thấy là khi mà đến đây thì lượng khách bắt đầu càng ngày càng tăng khi đến với Rú Trá, và khi đến họ không phải là đến một lần mà có thể đến tới hai lần vì bởi cái không khí ở đây. Trước sức hút ngày càng tăng của rừng ngập mặn Rú Trá, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch Rú Trá Cột Kè của xã Hương Phong. Đây được kỳ vọng là bước tiến mới để Rú Trá trở thành điểm đến quen thuộc hơn đối với du khách gần xa, mang lại nguồn thu hiệu quả từ hoạt động du lịch. Tuy nhiên, địa phương cũng cần cân đối, bảo đảm để du lịch không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái của rừng. Ở khu vực này, là đặc biệt là rừng tự nhiên của Rú Trá này, một trong những cái điểm là còn lại khá quý hiếm. Thành thử trong thời gian tới thì chúng tôi kết hợp với chính quyền địa phương và đảm bảo cho du khách tham quan du lịch và phát triển du lịch nhưng mà không xâm hại đến rừng. Chúng tôi là sẽ hướng dẫn du khách chúng là tham quan và nhưng không được khai thác ở các cái khu vực ở rừng này, mà khai thác phải có theo đúng quy định của pháp luật. Cũng như nhiều cánh rừng khác, Rú Trá hiện diện nơi đây tựa như lá chắn giúp giảm thiểu tác động từ gió bão, giữ an toàn cho cuộc sống của người dân trước tác động của thiên tai. Đây cũng là nơi tránh lũ của bà con mỗi khi đến mùa nước nổi. Cái tên Rú Trá có nghĩa là rừng cây trá, bởi khu rừng có đến 90% loài cây trá mọc sừng sững với những bộ rễ đan bện vào nhau. Điều kiện tự nhiên phong phú nơi đây cũng tạo môi trường cho rất nhiều loài thủy sinh phát triển, từ đó người dân có thêm sinh kế nuôi trồng thủy sản. Từ diện tích rừng tự nhiên 2,88 ha, người dân đã chung tay mở rộng diện tích rừng trồng và nâng tổng diện tích lên gần 5 ha. Vừa qua thì được sự quan tâm của Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng cũng như là của thành phố Huế đã đầu tư một cái tuyến đê ngăn mặn trị giá đến 14 tỷ đồng, hiện nay cơ bản đã hoàn thành. Thì được sự quan tâm của các cấp về chính quyền địa phương thì cũng đã thành lập một cái tổ cái bảo vệ cái khu vực rừng ngập mặn này. Đồng thời trong thời gian vừa qua được sự đồng tình của bà con nhân dân rất là cao. Do đó mới có cái rừng Rú Trá ngập mặn phát triển bền vững như ngày hôm nay.
Trước bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng như hiện nay, rừng ngập mặn càng khẳng định được vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp giảm thiểu 50% tác động của sóng biển, ngăn chặn nước biển dâng cao, bảo vệ cho cuộc sống của dân cư cũng như hạ tầng ven biển. Do đó, việc chính quyền và người dân chung tay bảo tồn, phát huy giá trị đa dạng của rừng ngập mặn không chỉ làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu mà còn tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế bền vững của người dân. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày ra số đầu tiên trên báo Nhân dân cuối tuần có loạt bài viết Mùa tin yêu, mùa khát vọng. Ngày 12 tháng 2 năm 1989, báo Nhân dân Chủ nhật, nay là Nhân dân cuối tuần gồm 16 trang ra mắt, trở thành tờ tuần báo chính trị xã hội đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kỷ nguyên Internet mang đến luồng gió mới làm thay đổi cách độc giả tiếp cận thông tin. Trong bối cảnh đó, Nhân dân cuối tuần xác định đổi mới là nhu cầu bức thiết. Nhằm tương hỗ giữa sản phẩm Internet và sản phẩm báo in, tăng tính tương tác cho sản phẩm mang tính thương hiệu Nhân dân cuối tuần. Từ phiên bản báo in, Nhân dân cuối tuần tăng hàm lượng thông tin, chất xám và công nghệ, tạo nên phiên bản báo online đáp ứng được phổ bạn đọc rộng hơn. Đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển đổi số, báo chủ động xây dựng các e-magazine trên Nhân dân cuối tuần online, duyệt phát tin bài điện tử dựng chuyên trang online. Còn trên báo Nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết Thời điểm chín muồi triển khai thương mại hóa 5G. Từ năm 2020, Việt Nam là một trong các quốc gia đầu tiên triển khai thí điểm ứng dụng 5G và hiện đã thử nghiệm diện rộng ở 55 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều ý kiến cho rằng năm 2024 là thời điểm chín muồi để Việt Nam bắt đầu thương mại hóa 5G, phù hợp xu hướng tất yếu của công nghệ thông tin di động trên thế giới. 5G sẽ là hạ tầng số gần như thay thế cơ sở hạ tầng vật lý trong việc xây dựng nền tảng cũng như kết nối xã hội tương lai. Đây là nền tảng thúc đẩy tự động hóa cũng như chuyển đổi số cho các ngành công nghiệp. Quốc hội vừa hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đó là thông qua luật đất đai. Một trong những điểm mới của luật được cử tri và nhân dân đánh giá cao, đó là quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Theo bài viết Bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất trên báo Đại biểu Nhân dân, với rất nhiều quy định được sửa đổi bổ sung về thu hồi, bồi thường, tái định cư của luật đất đai năm 2024, thì người dân có thể yên tâm hơn bởi đã bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người bị thu hồi đất. Tuy nhiên, luật đã tốt rồi, chính sách đã nhân văn rồi, điều quan trọng là phải triển khai có hiệu quả trên thực tế. Mục diễn đàn Chủ nhật trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết Tự chủ không phải là tự bơi. Khi gõ cụm từ bác sĩ bị nợ lương trên các trình duyệt tìm kiếm trực tuyến, hàng loạt bệnh viện cơ sở y tế công xuất hiện ở phần kết quả tìm kiếm, với cơ số nợ lương từ vài tháng tới vài năm. Có bệnh viện phải đóng cửa cách đây vài ngày. Điều đó cho thấy đây là vấn đề không hề nhỏ. Mục tiêu của việc thực hiện cơ chế tự chủ cho các bệnh viện, cơ sở y tế công là nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời cải thiện thu nhập cho bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế và người lao động. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tình hình tài chính của không ít bệnh viện, cơ sở y tế công ngày càng khó khăn, thậm chí không còn nguồn tiền để chi trả lương. Xung quanh câu chuyện nồng độ cồn với tài xế, bài viết quy định nồng độ cồn khi lái xe, cấm tuyệt đối đừng lan tăn trên báo Tuổi Trẻ, ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội và chuyên gia cho rằng cần cấm tuyệt đối hay nồng độ cồn bằng không để bảo đảm sự nghiêm minh an toàn giao thông, tính mạng cho người dân. Thực tế, nếu quy định ngưỡng, chính người dân sẽ khó trong việc xác định uống bao nhiêu, uống thế nào cho phù hợp với ngưỡng đó, chưa kể việc xử lý của cơ quan chức năng cũng gặp khó khăn. Thêm vào đó, nếu quy định cấm tuyệt đối sẽ không uống, còn khi có ngưỡng rất dễ xảy ra trường hợp tài xế bị ép uống theo kiểu một chút lấy may đầu xuân hay một chén không sao. Khi đó sẽ khó dừng và chắc chắn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sau vô lăng. Điện ảnh Việt bứt phá ngoạn mục từ mùa phim Tết là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo Hà Nội Mới số ra ngày hôm nay. Theo bài viết, trong mùa phim Tết năm nay có thể dự đoán về sức hút của bộ phim Mai khi đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, liên tục làm nên các kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Những cơn sốt vé phim Đào, Phở và Piano, một bộ phim do nhà nước đặt hàng, là hiện tượng bất ngờ chưa từng thấy. Cùng với nhiều bộ phim khác đang dần được chú ý, giới làm nghề đầy hứng khởi tin tưởng một giai đoạn bứt phá của điện ảnh Việt.
Nội dung vừa rồi của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới sáng nay của Truyền hình Nhân dân. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết trong ngày. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, lúc này nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn có mưa và độ ẩm trong không khí cao nên trời vẫn có cảm giác rét buốt. Đến chiều khi gió ẩm tạm thời suy yếu thì trời sẽ có những khoảng tạnh ráo hơn, nhiệt độ dao động từ 18 đến 21 độ. Chỉ riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc của Sơn La vẫn có nhiệt độ cao hơn, dao động từ 25 đến 28 độ. Với miền Trung, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lúc này trời có mưa và nhiệt độ đang thấp dưới 20 độ, trời rét. Trưa và chiều thì mây nhiều nhưng mưa giảm còn vài nơi nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động trong ngưỡng rét nhẹ từ 22 đến 24 độ. Còn vùng từ Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Trong khi khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận không mưa, trời nắng sớm, nhiệt độ ngày cao từ 29 đến 32 độ. Lúc này nhiều nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có nắng nhưng thời tiết vẫn khá mát mẻ. Ở Nam Bộ nhiệt độ chỉ từ 24 đến 26 độ. Riêng Tây Nguyên trời se lạnh với mức nhiệt từ 18 đến 21 độ. Song nhiệt độ trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực sẽ tăng nhanh do cường độ nắng càng lúc càng mạnh dần. Dự báo đến trưa và chiều nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ lên ngưỡng từ 32 đến 35 độ. Ở Nam Bộ, nhiệt độ khu vực miền Đông là từ 35 đến 36 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Với các tỉnh miền Tây thì nhiệt độ dao động từ 33 đến 35 độ. Trên biển, khu vực phía đông bắc của khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển phía tây của khu vực phía nam của Biển Đông, cũng như vùng biển phía tây của khu vực biển huyện đảo Trường Sa là những vùng có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.